Hello, Úc Nông Dân xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay lâu quá không có thời gian quay ở ngoài vườn các bạn ơi. Thì nay vô nhà vô trại thì cũng có ý định là quay quay chia sẻ các bạn cái một cái loại thuốc sâu của Nhật mà nó rất là hiệu quả trong cái giai đoạn mà bông sầu riêng của mình cũng như cái trái sầu riêng của mình sau chạy trái sau sổ nhĩ các bạn. Thì thực tế trên vườn Úc thì xài hiệu quả và nó đạt cũng nhiều năm rồi các bạn, nên cũng muốn quay chia sẻ cho các bạn coi một cái loại thuốc sâu này ha. Rồi giờ thì giờ mình giới thiệu các bạn đây, chai này cũng khá quen thuộc phải không các bạn, đây Takumi 20 SC, đây là hàng của Gia Băng Nhật Bản nha các bạn. Thì các bạn chắc cũng có xài nhiều trên vườn rồi đúng không? Thì giờ mình sẽ phân tích đi vào vấn đề tại sao mà Úc giới thiệu cái chai này cho các bạn tham khảo ha. Ở đây đây, vườn Úc thì chỉ xài cái loại mà Takumi dạng SC này thôi các bạn. SC là cái dạng quyền phù, chứ Úc không có sử dụng một cái chai cái rối mà bột cái WKG nha các bạn. Đó là nhiều anh em xài thì xài, thì còn Úc kia Úc vườn Úc thì chỉ xài Takumi dạng quyền phùng giải nước này thôi các bạn. Nó rất là, thứ nhất là nó rất là tiện lợi, dễ pha, thì nó đỡ mất thời gian mình pha. Còn cái gói nhỏ thì mình pha hơi lâu hơn nha các bạn. Nó là vậy. Thì tại sao và khi nào sử dụng cái chai Takumi này thì là cái mục đích nó như thế này các bạn. Vì nó có hoạt chất của nó là diamin, là một vật chất mới, nên cái khả năng mà xử lý diệt con sâu và côn trùng nó gây hại trên cái cây của mình nó rất là tốt nha các bạn. Nó rất là mạnh, rất là tốt. Thì thông thường ở trên thị trường các bạn có, mình hay xài những cái dòng mà thuộc là thuốc sâu mà thuộc là gốc lân hữu cơ, gốc cúc tổng hợp hoặc là gốc từ sâu sinh học không các bạn. Thì điển hình là cái chai này các bạn, đây là một cái loại thuốc mà gốc E3-methylbenzolate 20g trên lít. Thì cái gốc này thì nó là một cái gốc thuốc từ sâu sinh học nha các bạn. Thì nó xài thì cũng mắc bông mắc trái đó, nhưng mà nó cái hiệu quả thì nó tương đối yếu, tương đối kém hơn Takumi kia. Thì thằng này thì sinh học thì hầu như mình làm vườn ai cũng biết rồi. Ok, giờ Úc xin nói tiếp với các bạn. Thì thằng này nó sẽ tốt hơn các loại thuốc gốc đó ha. Thì nếu mà các bạn xài những cái loại thuốc mà thuộc cái gốc hồi nãy Út nói mà nó còn sâu, nó kháng thuốc, nó không chết á, thì mình hãy đổi sang cái Takumi này. Nó cái hoạt chất này thì nó nhóm diamin, thì cái gốc diamin này thì nó rất là đảm bảo được cái hiệu lực diệt sâu tốt nha. Thì hoạt chất đầy đủ của nó là lubin diamin nha các bạn. Thì dầu chất này thì có nồng độ 20%. Thì về cái cơ chế mà tấn công của cái hoạt chất lubin diamin này các bạn, thì một khi mà chúng ta phun xịt đó, mà dính trực tiếp vào con sâu quá, thì nó sẽ cái gây cho có dính vào con sâu, thì nó làm cho con sâu nó bị tác động trực tiếp cái hệ cơ xương các bạn. Cái hệ cơ xương của con sâu là cái giống như cái tay chân giò cẳng gì đó, thì con sâu nó sẽ làm cho con sâu nó không thể nào mà nó di chuyển được, cũng như nó không bò được và nó không bay được luôn nha các bạn. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái miệng nhai của nó, tại vì con sâu là thuộc cái nhóm miệng nhai thì nó sẽ cũng không sẽ nhai, nó không có cắn khóa được, thì nó sẽ con từ từ giật con sâu nó sẽ chết. Nó cơ chế hoạt động của nó là như vậy các bạn. Thì tất nhiên là nó không không cắn phá được thì cái cây trồng của mình nó sẽ không có bị tấn công ha. Rồi về cái thì nói thêm một cái nhầy theo biết là về cái thành phần của cái vật chất này các bạn, đặc tính của nó là diệt sâu. Nó được cái lại như thế này, nó diệt sâu trong cái mọi cái lứa tuổi luôn, chứ không riêng gì là tuổi sâu lớn hay tuổi sâu nhỏ, thì nó diệt được tất cả mọi lứa tuổi sâu. Ngoài ra khi khi trúng được con bướm mà, nếu mà các bạn xịt ra mà nó trúng vô được con bướm á, thì nó sẽ làm cho cái con bướm nó tuy là con bướm nó sẽ không chết, nhưng mà nó sẽ làm cho triệt sản cái bướm luôn.
Tuyệt sản cái bướm luôn thì tất nhiên là nó sẽ ngăn chặn được con bướm, nó lột xác thành con sâu thì nó sẽ ngăn chặn cái lứa sâu phát triển cho đợt sau các bạn, nó sẽ đỡ có tốn công phun xịt cũng như là đỡ tới cái tiền thuốc của mình đầu tư ha. Thì sản phẩm này thì theo nhà sản xuất công bố là nó không có ảnh hưởng, cũng như thực tế là nó không có ảnh hưởng thiên địch các bạn. Thiên địch là những sinh vật mà nó có lợi cho cái cây trồng của mình ha. Thì thực tế thì xịt ở dưới mình xịt trên cây, thực tế ở vườn của nhà Úc nông dân á, thì xịt thì lỡ mà thuốc nó có xuống mương xuống ao gì đó thì nó cá nó cũng bình thường, nó cá không chết cá nha các bạn, không chết ong chết cá gì hết, thì nó sẽ bảo vệ được cái môi trường nó tốt hơn ha. Thì suy luận cái hoạt chất này thì nó mạnh đối với côn trùng đặc biệt là con sâu miệng nhai các bạn. Thì về cái nhóm sâu hại dịch hại thì ở đây thì theo Úc biết thì nó có nhiều cái nhóm, nhiều phân ra làm nhiều nhóm, nhưng mà cái hai cái nhóm chính ở đây thì là cái nhóm sâu miệng nhai và cái nhóm chích hút. Thì sâu miệng nhai thì các bạn biết miệng nhai thì thuộc về cái nhóm sâu, còn cái nhóm chích hút thì thuộc về cái nhóm bọ trĩ, gầy sáp và đặc biệt con gầy xanh các bạn, thì nó thuộc về nhóm chích hút ha. Thì cái cơ chế hoạt động của thằng Takumi này thì nó mạnh, nó thiên về tiêu diệt cái sâu miệng nhai, thì nó rất là bởi vì thế nó rất là hiệu quả trên cái con sâu miệng nhai, nó cắn phá cái bông và cái trái sầu riêng của mình ha các bạn. Nên cái giai đoạn mình này thì bông trái thì các bạn xịt nó rất là hiệu quả, đặc biệt là nó sẽ không có gây nóng bông nóng trái của các bạn, cũng như nó sẽ không gây rụng bông. Thì nhìn em chia sẻ là vườn mình nó thì không biết vì sao mà nó rụng nhiều, thì nói chung là rụng trái thì nó rụng bông thì nó có rất là nhiều nguyên nhân các bạn, nhưng mà cái tình trạng mà thời tiết hoặc là cái tình trạng mà các bạn đi phân đi thuốc nó hả chưa đúng cách đó, thì nó cũng gây hiện tượng mà nó rụng bông rụng trái ha. Còn cái này thì một khi là mình xịt thuốc thuốc sâu hoặc là mình giải phân không đúng thì nó cũng vẫn rụng như các bạn đó, đó là cái điều mà Út chia sẻ như thế. Còn cái này thì tại sao nó hiệu quả cao thì Út cũng xin nói thêm luôn, này thì nó đăng ký là nó xịt hiệu quả trên con sâu tơi và con sâu đục trái nha các bạn. Thì các bạn biết cái đó, sâu đục trái thì cái giai đoạn mà sâu tơi đó thì nó gây hại trên cái bông của mình, còn sâu đục trái thì nó gây hại trong cái lón mà cái trái, mà tầm khoảng 15 ngày sau khi sổ nhị thì cái trái của đó là các bạn cũng nó cũng đã bắt đầu nó chạy nó lớn rồi. Thì nếu mà các bạn không xịt thuốc sâu thì sâu sẽ nó bắt đầu nó sinh sản và nó tấn công cái trái của mình, nó đục trái, nó làm rụng trái hoặc xấu trái của mình nha các bạn. Đó thì cái tầm cái giai đoạn mà 15 ngày sau sẽ nhị thì bắt buộc thì làm gì làm mình cũng phải xịt sâu, nhưng mà mình phải lựa chọn đúng cái loại thuốc, hiệu thuốc sâu nào cho nó vừa hiệu quả mà nó vừa an toàn cho cái trái non của mình thì nó mới là chất lượng nha các bạn. Thì đó là đôi lời chia sẻ của ông dân rồi. Rồi cái liều lượng sử dụng thì sao các bạn, liều lượng sử dụng là cái chai này thì chắc là nó chỉ có 40 ml thôi nha bạn, 40 cc thôi, chai rất là nhỏ nha chứ không có nhiều nước nha các bạn. Đó, chai nhỏ nhưng mà có vỏ. Thì chai 40 cc này thường thì vô Úc xài cho phi 200 lít nước nha, thì xài ít thôi thì cũng tiết kiệm thôi, chứ nếu không có xài nhiều như vậy là chai này 40 cc cho phi 200 lít là nó ngon lành. Cành đào thì hỗ trợ con sâu mà nó tấn công các bạn, các bạn cứ xịt luân phiên chừng chừng hàng tuần thì đảm bảo vườn của các bạn nó sẽ không có con sâu lục trái nó hiện diện ha, bảo được cái trái mình nó đẹp và cái khả năng mà sau này mình tuyển trái thì nó sẽ tốt hơn và nó mẫu trái nó đẹp hơn các bạn. Đó là cũng là một cái vấn đề mấu chốt Út chia sẻ như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu mà các bạn thấy video hay thì xin cho Út một lượt like và được đăng ký kênh nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.